Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 6 giờ 5 phút chiều thứ hai, hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ làm việc, xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn cùng uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Cái nền kinh tế của Việt Nam mình là về cái nền kinh tế nông nghiệp. Nông nghiệp, còn mà nói về đầu lương, mỗi đầu người bù qua sớt lại trung bình đó là tối đa là 400 đô la cho mỗi một tháng tối đa. Cái số phần trăm người Việt Nam của mình giàu là nó không có nhiều, phần trăm nhỏ thôi người giàu. Đó thì ở bên Việt Nam, ở dưới vùng quê, vùng sâu, vùng xa đó, thì có một số người dân người ta làm nông thì người ta có nhiều ruộng, nhiều gãy, nhiều vuông, cò bay thẳng cánh. Nhưng mà các bạn nhìn lại những cái thân thể, mà cái sức khỏe của mấy cái bác nông dân đi, cần cù lao động. Mình từng về mình gặp các ông cậu tư của mình ở dưới miền Tây, ở gần quận Bình Thủy. Cậu tư của mình làm trồng lúa đồ, làm về ruộng cũng khá lắm, cũng có tiền đồ, mua xe tải, xe bán tải đồ gì đó. Nhưng mà mình nhìn cái sức khỏe con người á, cái thể xác á, các bạn biết không, nó cần cù. Thì người ta viết báo chí, người ta dùng cái từ đó là kinh tế Việt Nam là một cái quốc gia đang phát triển, thì người ta dùng cái từ phát triển á, là nó cũng giống như một cái, mình nói theo bình dân đó là một cái quốc gia nghèo. Ở Việt Nam là một cái quốc gia nghèo, nhưng mà người ta dùng cái từ phát triển. Mấy cái người chuyên gia, mấy cái người trí thức, người ta không có lựa từ. Cũng giống như ở bên Mỹ cũng vậy, người ta không có gọi mấy cái người di dân lậu và dùng cái từ là ở lậu. Nói cái tiếng ở lậu là thấy nó bình dân mà nó thô quá. Đó thì mấy đứa con trai của mình lúc mà nó đi trung học á, cô giáo của nó gõ trong trường á, trong lớp á, giáo dục mấy cái em là dùng cái từ đó là mấy cái người đó là ở không có giấy tờ hợp pháp, dùng cái từ đó là tiếng Mỹ nó gọi là undocumented immigration, là cái từ lịch sự. Thay vì mình nói ô mày ở lậu, mày ở di dân lậu, mình dùng cái từ ở lậu thì nó nặng quá các bạn biết không, thì người ta dùng cái từ đó là tiếng Mỹ đó là ở người Mỹ mà ở không có giấy tờ hợp lệ đó, người mấy cái người mà ở lại nước Mỹ mà mình nói theo bình dân đó. Thì thay vì mà thế giới chuyên gia người ta có thể người ta dùng cái từ đó là Việt Nam là một cái nước nghèo, nếu mà gọi như vậy là quá tự ái dân tộc các bạn biết không, thì người ta dùng cái từ là một cái đất nước đang phát triển, đang phát triển, là tiếng Mỹ nó gọi là development country, là một cái quốc gia đang phát triển. Nói nôm na nó là một cái quốc gia nghèo. Mà cái quốc gia Việt Nam của mình nghèo từ đâu mà ra? Nghèo là do cái đám cộng sản bù nhìn ở ngoài Lăng Ba Đình. Đó thì bây giờ cách vài tháng là nó họp khẩn cấp, nó tìm cách nó bầu thằng này thằng kia, nó bầu tới bầu lui. Nó bầu thì thằng này lên nó vài ba tháng làm không được việc thì nó bầu thằng khác. Mà nó không có hiểu là cái nguyên nhân, cái cốt lõi từ ở đâu mà cái nền kinh tế của mình không có phát triển được. Còn mà về hiện tại bây giờ đó là chính phủ Việt Nam, kinh tế Việt Nam mà đang sống dựa vào cái sự viện trợ của Bắc Kinh. Đó, cách nay mấy hôm Tổng Bí thư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cái ông Tô Văn Lâm đi qua bên Bắc Kinh ký ban giao hiệp định để mà xin thêm viện trợ, nhờ ở bên Trung Quốc á, nó viện trợ, nó cho vay 70 tỷ Mỹ Kim để xây cái tuyến đường tàu sắt tốc độ cao. Chắc có lẽ cái chuyến đi của ông không có thành công. Theo mình biết là ông đi về, ông hợp kính. Thì có cái vấn đề nội bộ gì ở bên Cộng sản Việt Nam á, cho nên họ mới họp khẩn cấp để mà họ đấu đá nội bộ, cày thằng này thằng kia vô. Nhưng mà làm sao? Đâu có thằng nào mà ba đầu sáu tay đâu. Cộng sản ở đâu có trọng dụng nhân tài đâu. Một cái quốc gia mà muốn thành công á, muốn như Nhật Bản, như Nam Hàn, như Singapore, như Mã Lai á, điều trước tiên
là anh phải giải thể cái chế độ cộng sản. Nói nghe đó thì các bạn nghe nó ứa cái lỗ tai. Các bạn nói hồi nào tới giờ tôi sống với cộng sản có cái gì đâu, đâu có cái gì đâu. Trước mắt các bạn có cơm ăn ngày ba bữa, mà cái tương lai về phía trước của các bạn, các bạn đâu có hình dung ra được nước Mỹ 10 năm nữa là người ta hiện đại cỡ nào, 30 năm nữa là Trung Quốc nó bao cái dây cái nền kinh tế của mình như thế nào. Nó cho nên mình khẳng định thằng Trung Quốc là một cái kẻ thù ở phương Bắc, nó là một cái con tầm, đối với mình nó là một cái con tầm đó. Các bạn thấy không, nó xây phi trường Angkor Wat cho Campuchia, nó xây cái tuyến đường sắt, tất cả nó lệ hị nằm ở trong một cái con đường, một vành đai và một cái con đường, đó là một cái chiến dịch, một cái chiến thuật. Nó bao vây nước Việt Nam bằng cái kinh tế, rồi bây giờ bắt đầu nó làm cái này làm cái kia xong cho nước Tàu, nó bao vây kinh tế bằng cách là nó xây nhiều cái casino ở bên Campuchia, rồi bây giờ nó chuẩn bị đào cái nó Phù Nam Thắt Nộ, kênh Phù Nam Thắt Nộ, nó chuẩn bị đào, Trung Quốc đó, nó chuẩn bị đào cái kênh Phù Nam Thắt Nộ đó, là để cái kênh nó cũng là để dùng để mà bao vây kinh tế thằng Việt Nam. Bao vây bằng cách nào? Việt Nam á, chưa giàu á, là đã già phải không? Thì kinh tế của Việt Nam á, chưa có ra sản phẩm nào là hô hào là sẽ là một cái nền kinh tế là quy mô hiện đại về công nghiệp chip đồ làm điện tử đồ này nọ, tự chủ công nghệ AI đồ vân vân. Nhưng mà cái đó là chẳng qua là cộng sản từ xưa tới giờ là nó chỉ có nói thôi. Nói thì dễ, làm sao được. Thì khi mà Việt Nam chưa có sản phẩm á, là thằng Trung Quốc á, nó dùng cái con kênh Phù Nam Thắt Nộ á, nó chuyển hàng hóa, nó nhập hàng hóa giá rẻ qua bên Campuchia, nó luồn vào Việt Nam. Dân Việt Nam của mình nó hạ trồng, lúc đó bấy giờ trồng sầu riêng lên cũng bán không lại nó, rồi trồng cái gì lên, nó để vậy nó đưa hàng giá rẻ của nó qua bên bên Việt Nam của mình, Việt Nam của mình, rồi bắt đầu là tự chủ, tự khỏi sản xuất luôn. Cũng giống như bên Mỹ nè, nó đi qua bên Mỹ, Trung Quốc á, nó bỏ tiền ra, nó mướn đất đồ, nó trồng ruộng trồng này trồng kia đó, nó muốn làm giá rẻ đó. Mỹ nó đưa đất cho qua bên Mỹ, nó đưa đất cho làm. Nhưng mà ở bên Mỹ á, trồng rau trồng cải á, bán ra đó là phải chất lượng, phải đúng tiêu chuẩn của người tiêu dùng, phải bảo vệ an toàn thực phẩm. Còn ở Việt Nam mà cộng sản mà nó ăn hối lộ, ăn hối lộ mà nó biết phạt ai, nó đâu biết phạt ai đâu, phải không? Nó đi đè người ta xuống chân nhậu, nó đo nồng độ cồn rượu, là cái chính là cái gì, cái chính là vì tiền. Chỉ cần móc ra vài 300.000 hay bao nhiêu đó đưa cho nó là bắt đầu nó đo từ âm cho tới dương, từ dương cho tới âm, là thôi ok anh không có bị cái gì đó, không có rượu trong người, thôi anh đi về nhà ngủ đi. Có cái này chi ra cho nó. Nó cộng sản nó đâu có ngại đâu. Nó nói mà mấy cái người giao thông nó đi phạt người ta, đem tiền về chia với nó bên bộ công an. Mình đã nói với các bạn rồi, đất nước của Việt Nam là một cái đất nước nghèo. Bây giờ 10 thằng đại gia Starbucks mà đi qua bên Việt Nam làm ăn rồi một ngày cũng phá sản, cũng rút lui thôi. Coca-Cola cái gì, khách sạn New World cái gì, tại vì chẳng qua mà nó ở bên đó để mà nó giành cái thị trường, nó lấy tiền lời từ ở bên những cái nước quốc gia khác, bên Thái Lan đồ. Giống như nguyên một cái tập đoàn khách sạn 5 sao của Hyatt đi, New World hay là Nikko gì của Nhật đi, nó lấy tiền của mấy cái chỗ mà nó làm có lợi nhuận, nó lắp vô Việt Nam. Nghĩ sao mà người dân Việt Nam lương bình quân có $400 trong một tháng, mà đi qua bên đó mà bán một ly cà phê bao nhiêu đó. Các bạn vào, các bạn gõ Google đi, vào YouTube các bạn xem đi, cà phê Starbucks bây giờ nó cũng ngắt ngay, mà McDonald's bây giờ nó cũng sắp dẹp tiệm. Lúc đầu mà con rể của ông thủ tướng, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng á, mở cái McDonald's, đồ báo chí đồ cũng đăng gầm gỗ. Rồi ngày xưa MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở hải ngoại ở bên Mỹ đi về Việt Nam cũng mở một cái quán nhà hàng nổi gì ở sông Đà Nẵng, sông Hàn gì, ở báo chí cũng đăng gầm gỗ lên. Rồi bây giờ lỗ lã quá rồi, dẹp tiệm. Mình chắc nghĩ nhà hàng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên mấy chục năm nay không có bàn tới, báo chí không có nhắc tới,
không có nghe ai làm kênh gì tới quay là chắc mình nghĩ cũng cũng là đi mở cửa mã luôn. Các bạn biết không, trừ khi nào á, mình không có thành kiến với Việt Nam, trừ khi nào mà các bạn nhìn vào một cái quốc gia Việt Nam như Thái Lan á, nó tự do dân chủ, nó không có cộng sản. Ở đây mình không có binh về Thái Lan. Các bạn mà sáng dạ mà các bạn nhận thức cao, các bạn nhìn vào những cái YouTube ở bên Thái Lan này, những cái chợ đi, bãi đậu xe của nó toàn là ô tô, nó không khác gì bên Mỹ. Mình không cần phải biết, nghe ai đồn, nghe ai ai nói, phải không? Giống như các bạn đi ra đường, các bạn thấy ai mà chạy chiếc xe hiệu Lamborghini hả, mấy trăm ngàn một chiếc, thì đương nhiên là các bạn không có cần phải giải thích là biết thằng đó là nó có tiền rồi, phải không? Bây giờ thằng nào mà ra đường mà mình đang chạy cái xe cùi bắp mà nó chạy ngang mình chiếc xe Tesla, khỏi cần biết mày là ai, nhìn cái xe của mày là biết cái đồng lương của mày ít nhiều gì mày có khả năng mày mới mua chứ. Có nhiều người Việt Nam của mình thì hay nói giống như mình không có chấp nhận, hay mà nó không có khiêm nhường, người ta hơn mình thì mình, cái công của người ta hơn mình phải không, người ta làm cần cù, người ta hơn mình thì mình chấp nhận đi. Thấy vậy chứ hả, chạy xe đẹp vậy chứ trong túi không có tiền đâu. Trước tiên không biết mày có tiền hay không, thấy mày chạy cái xe đó là mày có khả năng hơn tao rồi, không biết mày làm cái gì, trong túi mày có tiền hay không. Mà tao chạy cái xe cùi bắp mà mày chạy chiếc xe là mày hơn tao rồi, không có mỉa mai, mày hơn tao là thật sự là mày hơn tao thôi. Nếu mà tao có khả năng là tao cũng đồng lương tao mà cũng đủ là tao cũng ra tao chạy chiếc Tesla giống như mày rồi, nhưng mà tao không có tiền, mày chạy Tesla là khỏi cần mày giới thiệu là biết mày hơn tao rồi, phải không? Đơn giản vậy thôi đó. Các bạn vô tất cả các kênh mà ở trong YouTube mà các bạn xem mà vlog phóng sự về về bên Thái Lan coi, bãi đậu xe lúc nào cũng vậy, xe ô tô không à. Còn nhìn về Việt Nam của mình hả, xe máy hai bánh, toàn là xe máy hai bánh, xe ô tô cũng nhiều nhưng mà xe máy hai bánh nó lấn ép, nó áp đảo, nó nhiều hơn xe máy hai bánh. Cũng giống như ở bên nước Mỹ hay nước tư bản vậy đó, các bạn mà đi xe công nghệ Uber ở Việt Nam mình là đi Grab á, ở bên những cái nước tư bản á, Uber là toàn là xe ô tô không mà, với xe hiệu không à. Còn mấy cái xe máy hai bánh là người ta làm shipper mà không có nhiều, xe máy hai bánh đi giao đồ ăn đồ này nọ thôi chứ không có chở người. Tiểu bang của mình nó không có xe máy hai bánh, nó không có cho chở công nghệ, xe xe công nghệ taxi không có dùng máy hai bánh. Còn ở Việt Nam chạy xe Grab máy hai bánh, ô tô ở Việt Nam xe ô tô xe hơi nhiều nhưng mà nó không có nhiều bằng xe máy hai bánh đó. Mình nhìn như vậy là mình biết rồi, phải không? Đâu có cần phải báo chí Việt Nam gì, Việt Nam là đứng hàng số 1 đồ mẹ ba, cái gạo mà là cái gì bán mà thế giới nó cười vô cái bản mặt. Chừng nào mà anh mà khoe mà anh sản xuất á, hàng điện tử hay là giống như ở bên Đài Loan á, mà người ta sản xuất siêu cái mấy cái con chip đó thì cái đó mình hãnh diện, phải không? Bên Do Thái á, nó chế ra máy bay không người lái, vũ khí tối tân, vũ khí mạnh á, đó cái đó mình mới hãnh diện. Tối ngày Việt Nam là một cái nền kinh tế sản xuất gạo, trời ơi gạo, người Việt ở hải ngoại hả, người ta ăn, người Mỹ gốc Việt, mấy người Việt Nam ở nước ngoài người ta ăn toàn là gạo ở Thái Lan không à bà cố nội ơi, đâu có ai mà ăn gạo của Việt Nam đâu. Ở ngoài cái bao bì, bao bao gạo thì nó để chữ Việt, nó nói là gạo nàng hương, gạo thơm, gạo này gạo kia, gạo ngon đồ này nọ, gạo dẻo rồi cơm tấm rồi, nhưng mà của Thái Lan không à. Các bạn thấy không, cà phê bên Việt Nam thế giới cũng cũng khen nổi tiếng rồi lắm, nhưng mà qua bên Mỹ rồi thì người dân Mỹ người ta cũng uống cà phê Starbucks à, uống cà phê Starbucks à. Việt Nam mà có qua đây mở quán cà phê mà cà phê sữa đá của Việt Nam, phần đông đó là phục vụ cà phê đó là bán cho người của mình thôi chứ người nước ngoài họ cũng không có quen uống. Người ta ngoại giao người ta khen, các bạn biết không, cách nay mấy tháng mình cũng chở bà khách nè, bà nói hả, bà làm cho công ty gì á là liên danh với bên Việt Nam á, cà phê xuất khẩu đồ ở Việt Nam cũng xuất khẩu ra thế giới đồ cũng nhiều đồ vậy đó.
Thì ở Việt Nam á, cách vài tháng là nó họp khẩn cấp và nội bộ của nó đấu đá lẫn nhau. Nó chọn ra những cái thằng nào mà cùng phe cùng phái nó, thằng nào mà đối nghịch với nó đó mà không có thuận với nó đó. Nhưng mà không có lý do gì hết á, cách nay mấy tuần, chưa được một tuần lễ nữa, ông chủ tịch nước, ông trọng tổng bí thư của Việt Nam Cộng hòa đi qua thăm ông Tập Cận Bình. Mới về cách mấy ngày bỗng dưng nó họp kín khẩn cấp rồi nó bầu chọn ra người này người kia. Đó là cái ngôn ngữ cơ thể cho mình thấy đó là cái chuyến đi của ông nó không có thành công. Các bạn để ý đi, mấy cái chuyến đi của mấy cái lãnh đạo trước á, là ông Tập Cận Bình vui lắm, mà còn ông không hiểu sao ông Tô Văn Lâm á, ông Tập Cận Bình thấy cái mặt của ông đọc diễn văn ông hầm 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 không có được vui hình sự á, mặt hình sự á. Cộng sản á, nó không có bao giờ nó minh bạch ở đó, nó nói một đường nó làm một nẻo, nó dương đông nó kích tây cộng sản á. Cho nên đừng có bao giờ mà mình đọc báo mà mình nghe nó nói như vậy là mình tưởng đâu nó các bạn thấy không? Mẹ nó nói gì làm chi? Ví dụ như có một cái khu vực nào đó, nó muốn lăng xê cái giá đất đai bất động sản lên cao. Cái bắt đầu nó thổi phồng lên, nó bịa ra, nó nói là tương lai tập đoàn ở đó nước đó đầu vô bao nhiêu tỷ đồ vậy đó. Cái bắt đầu người dân của mình đó, người ta cảm ứng, các bạn, người ta tưởng tượng, người ta suy ra, bắt đầu tới đó người ta cắm cột, người ta bán đất, người ta thổi đồ lên. Việt Nam bây giờ hả, bất động sản hả, nó đóng băng vô trung tâm của Sài Gòn hả, mặt bằng của nó bây giờ hả, nó treo toàn là bản thuê không à. Có nhiều người người ta không có sáng nhận thức cao đó. Người ta nhìn vô cái clip mới đây quay nè, phải không, thấy xe máy hai bánh chạy lòng vòng ở quận nhất, lo nhìn mẹ mấy mấy người nhiều chuyện, lo nhìn đó. Phụ nữ mặc áo đồ này nọ diện đồ, phải không, xe này xe nọ, quán ăn ẩm thực không. Còn mình nhìn từng cái căn nhà, từng cái đường, từng cái miếng gác, mình nhìn nó quay YouTuber, nó quay Việt Nam những cái clip mới đây nè, trời ơi toàn là nó treo cái bảng là cho thuê mặt bằng không à bà cố nội ơi. Mấy cái thành phố lớn ở bên Mỹ nè, xa xa vài vài cây số là người ta treo một cái bảng mà cho thuê mặt bằng là đã thấy không xong rồi. Và bây giờ các bạn đi về Việt Nam, đi vô quận nhất rồi, là giá nó không có chấp nhận là cái bất động sản của nó bị đóng băng. Nó thà là nó không có cho mướn, nó kêu trên trời dưới đất. Nếu mà nó hạ cái giá thuê mặt bằng xuống đó, thì những cái căn nhà của nó không có giá trị. Nhưng mà trên thực tế là cái giá trị của căn nhà của nó là đã xuống dưới 50% giá thị trường đó. Mình khẳng định điều đó tại vì ở trong thành phố Boston mình nó cũng tương tự vậy đó. Ở trung tâm quận nhất, ở trong thành phố Boston của mình, báo chí nó không, nó minh bạch, nó nói thẳng luôn, nó nói là những cái tòa nhà cao tầng là bây giờ nó bán, chấp nhận bán lỗ. Mình nói ở trung tâm quận nhất ở thành phố Boston mình đọc báo bán lỗ 50% giá trị của một cái tòa chung cư nhiều tầng. Còn mà những cái thuê mặt bằng đó là cho thuê hạ giá xuống cho thuê cũng không ai thuê nữa. Tại vì không có đủ khách, các bạn biết không? Không có đủ khách thì bây giờ mấy thằng Việt Nam á, ở quên mấy cái thằng mà đầu tư ở nước ngoài á, nó không có hiểu về cái kinh tế của Việt Nam, nó chỉ có dựa theo cái sự tuyên truyền thôi. Đó, nó đi về bên Việt Nam nó mở Starbucks, mở McDonald's, mở Burger King. Rồi bây giờ các bạn nhìn đi, thằng nào thành công? Mấy cái chuỗi mà siêu thị mà của Aeon Nhật Bản á, thì nó làm thành công là tại vì người Việt Nam của mình nó không có tin cái thương hiệu của người Việt Nam. Ăn uống cái gì á, mua sắm á, đi vô siêu thị Aeon của Nhật Bản. Nhật Bản nó có cái thương hiệu, nó có uy tín, các bạn biết không? Người ta vô đó người ta mua đồ an tâm, người ta ăn uống người ta cũng cũng tin tưởng nữa. Còn mà mấy cái tập đoàn khác mà bây giờ về Việt Nam coi, bán đồ ăn ẩm thực đồ này nọ đi,
nghĩ làm sao đất nước nghèo, người ta dùng cái từ phát triển kinh tế là người ta gọi cho lịch sử thôi. Đất nước nghèo, người dân không có tiền, lúc nào cũng vậy. Nó kinh tế bây giờ xuống quá, kinh tế bây giờ xuống quá, đúng thật sự là kinh tế ở bên Việt Nam nó xuống. À, nhưng mà mấy cái thằng lãnh đạo đó, nó mượn cái cớ đó rồi nó chạy tội luôn, tại vì nó nói là đảng của ta ngu dốt không có biết làm cho kinh tế lên, chúng ta sống là nhờ dựa vào bán sầu riêng cho Trung Quốc, bán cam xoài quýt ổi cho Trung Quốc, bán cá sấu cho Trung Quốc. Nó không có nói vậy đi. Bây giờ kinh tế đi xuống, kinh tế toàn cầu mà nó ăn theo người ta không à. Ở nước Mỹ kinh tế xuống cả nào xuống cũng bình thường. Có một cái điều mà kinh tế nó lên á, tiền mấy cái người mà chủ nhà hàng á, người ta bành trướng ra, người ta có một tiệm người ta mở thêm 10 tiệm đó, lợi nhuận người ta tăng. Còn mà kinh tế nó đi xuống á, cô giáo cũng lãnh cái đồng lương 50.000 đô la cho mỗi một năm, mà kinh tế lên á là cô giáo nó cũng lãnh lương 50.000 đô la cho mỗi một năm, nghỉ hè không dạy học cô giáo thầy giáo cũng lãnh lương 50.000 đô la mỗi một năm. Cho nên cái kinh tế nước ngoài nó bình bình, có việc làm thì có lương, lãnh chi phiếu, lãnh tiền về xài, ăn xài. Còn thất nghiệp thì chính phủ nó cũng trả lương tạm thời cho mình đi tìm việc. Đó, cái nền kinh tế của người ta nó có cái khoa học, nó có cái logic, nó có bài bản đâu vào đó hết. Mọi hoàn cảnh là người bán cũng thuận lòng mà người mua cũng được, mà người kinh tế nó đi xuống mà người ta sống cũng được. Còn ở Việt Nam, anh Tám ơi, dạo này Việt Nam em làm ăn không được, anh ở bên Úc anh có dư không, gửi cho em vài trăm xoay sở. Sắp tới mùa học rồi không có tiền đóng tiền học cho cháu cho con, các bạn thấy không? Kinh tế Việt Nam ngon mà năm nào kiều bào trên toàn thế giới cũng tốn mấy chục tỷ Mỹ Kim gửi về giúp cho đồng bào ở bên quê nhà. Đó, vậy mà tối ngày tụi nó cứ biện hộ. Lâu quá rồi anh không có về Việt Nam bây giờ. Khá lắm. Đó thì chiều thứ hai, gọi uống trà đá bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Đến đây mình xin tạm dừng video, phải trở lại ca làm. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi. Đầu tuần xin chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe, vui vẻ, bình an và nhiều hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.